ดมินลักฮันสอมมินลักฮันสอมอาญาโทยวนสอมอาญาโทยวนเตาไตเตาไตกรุบกรุบเราสัตว์จันเจดามเราสัตว์จันเจดามสัตว์กะขมายกัมเบเกียกรามขมายกัมเบเกียกรามสัตว์จันเจดามขมายกรามสัตว์จันเจดามขมายกรามสัตว์จันเจดามขมายกรามสัตว์จันเจดามขมายกรามสัตว์ที่มนุษย์อันตรายเกียรติสัตว์ที่มนุษย์อันตรายเกียรติยวนเตาไตกรุบยวนเตาไตกรุบสัตย์มนุษย์อันตรายเกียรติสัตย์มนุษย์อันตรายเกียรติยวนเตาไตกรุบยวนเตาไตกรุบเราอนุสัญญาทั้งหลายเราอนุสัญญาทั้งหลายได้ยวนเจ้าหัตถเลขาได้ยวนเจ้าหัตถเลขายวนมันเตาบำเพ็ญเตยวนมันเตาบำเพ็ญเตเราอนุสัญญาทั้งหลายนู้เราอนุสัญญาทั้งหลายนู้พระอนุสัญญาทั้งหลายนู้เพราะอนุสัญญาทั้งหลายนู้เกียบัตประธานอันตรายเกียรติเกียบัตประธานอันตรายเกียรติโดยkhông thể bỏ qua những lời mấy ông nói. Chúng tôi là người dân tộc bản địa chứ không phải là dân tộc thiểu số, vì thế mong các ông thay đổi những cái lời lý lẽ của các ông. Mày nắp bùn rong nia hàn riêng đà ra tò mò tèm mì bò ran mày krong rong tran rong rong tèm mì kì ngày mùi miền sơ trâu bật tung sơ rai mày krong cọc khai bật nhám đô chùi vơ sân kriêm chiếm trở lơ bro thập bì krong từng rong tì tò su yong chê miền mong tăng bí bơ ràn chân là hán ông ảnh dông chi mình gồm sàng lọc lánh xa đa tì bọn to xa đầy sơn cây ông nha bọn đồng tực chất nạ chết lý dông bật xâm gom đê chăm phô bước nà chân bộ một pro dự nghĩa khai mơ ra kế bị đồn ta từng tây khoai rong sự quan phung phải có phung rong bên đây riêng bà ra ta bỏ tan bì bờ ràn mai còn rộng ràn rộng rộng tam kỳ ngày mùi miên trâu và tu sa rai mai còn cái bánh nhát đô chiêu y vừa từng kiềm trên trò tơ bò tơ bì chất mà chết nơi dông mình sống lắm để chăm mò bên nà chân bộ một pro dưỡng kiếp hai mà là kiếp bị đồn ta từng đây mai trong từng đây mai trong để dông mai trong để dông mai trong mà ta để dông mai trong để dông mai trong để dông mai trong just 1 minute and then we do Austrian national anthem back.
Tại tốt đã, ta nói tốt. Tại tốt tốt. Thank you.
ហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងបតារណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងអស់លោកដែលជាប្រជាប្រពយើងទាំងអស់បានអញ្ជើញមកនៅកម្មវិធីនេះដើម្បីសម្ដែងនៅមតិឆ្លងតាមអាកាសរយៈការថ្លែងនៅសុន្ទរកថាខ្លះដើម្បីអំពាវនាវទៅដល់អាជ្ញាធរវៀតណាមត្រូវតែដោះលែងសកម្មជនបងប្អូនយើងជាបន្តដូច្នេះមុននឹងកម្មវិធីយើងចាប់ផ្ដើមគឺថា Ladies and gentlemen, today we all from across Australia, especially like from New South Wales, South Australia and Victoria, come here. We are here to show our concern regarding the human rights violation committed by Vietnamese authority back in Cambodia ground, so-called Vietnam. We all here come here to demand Vietnamese authority to release our four Khmer Krom human rights advocates back in Cambodia ground and Vietnam. We here not just only demand the release for our Khmer Krom human rights advocates, we also would like to implore the international community to put pressure on Vietnam to release our four Khmer Krom human rights advocates in Vietnam. We here not to only show our concern, but we strongly demand and we firmly stand with our people back in Cambodia ground to demand Vietnamese authority to release our Khmer Krom human rights advocates immediately. ដូច្នេះការមុននេះគឺថាខ្ញុំសូមអានជាភាសាអង់គ្លេសបន្តិចដើម្បីជាការជាផ្នែកមួយកម្មវិធីរបស់យើងបាទLadies and gentlemen, today the Khmer Cambodia Krom Federation is leading a peaceful protest in front of the embassy of Vietnam here in Canberra to express our profound concern and unwavering demand for justice. We have convened here to unify our voice against the distressing backdrop of widespread human rights violations affecting the Khmer Krom community in the Mekong Delta region. Vietnam holding a position within the Human Rights Council showed us profound responsibility to safeguard its citizens' fundamental rights and freedoms. Our honest plea is that Vietnam rises to meet this responsibility head on, addressing the pressing concerns that our Khmer Krom activists are confronting. On July 31st, 2023,
The Khmer from Artemist. Thạch Cương, Tô Hoàng Dương, Chân Hoàng, and Quỳnh Thị Bình were apprehended by Vietnamese authority on the pretext of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the state, lawful rights and interests of organization and citizens, as stated in Article 331 of the Vietnam Criminal Code. If convicted, they could face unjust sentences ranging from 6 months to 3 years. Simultaneously, three other Khmer Krom activists, Kien Ni, Chen Set, and Tang Thuy, faced detention before being released. In another unsettling incident on August 3, 2023, Ms. Dinh Thị Vân from Sóc Trăng province were arrested under charge of failure to serve a judgment. As outlined in Article 380 of the Vietnam Criminal Code, this arrest occurring a mere 3 days after Dinh Thị Vân detention from the same village fuels grave concerns about pattern of repression Ms. Dinh Thị Vân faces a potential sentence of 3 months to 2 years in prison if convicted. Following this unjust arrest, Mr. Lâm Quang, Thạch Nguyen, and other Khmer Krom activists are enjoying heightened surveillance by the Vietnamese authorities. We firmly demand the immediate and unconditional release of Tô Văn Chương, Thạch Cương, Giang Minh Hoàng, and Dinh Thị Vân. These individuals find themselves incarcerated solely due to their steadfast and advocacy in furthering the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People principles and advancing the cause of the Khmer Krom community. Their dedication should merit respect, well relation and persecution. The summonses and interrogations that these activists are submitted to transcend individual rights violations. They transgress the very core of human rights values to stigmatize advocating for indigenous rights is an affront to the principles of justice. It falls upon any conscientious government, especially one holding a seat in the Human Rights Council, to cultivate an environment where the expression of freedoms and advocacy are celebrated, not suppressed. The Khmer Krom community prolonged endurance of rights suppression in the Mekong Delta region is an issue that demands immediate rectification. Vietnam must honestly embrace its role on the global stage, demonstrating an equivocal commitment to justice, equality, and human rights. We stand united, demanding Vietnam
respect for the rights of the Khmer Krom people to voice their identity, champion their indigenous rights, and live without the shadows of persecution. Our call echoes in unison for the imminent release of Tô Văn Trường, Thạch Thường, Danh Minh Quang, and Lin Thi Vinh, and an end to the intimidation and torment they unjustly face. In the spirit of the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Declaration on the Rights and of Indigenous Peoples, and the United Nations treaties that Vietnam has ratified, which confirms the inherent dignity and equal rights of every human being as the bedrock of freedom and peace. We urge Vietnam to uphold these ideals. The time for transformative change is now, and our collective voices will continue to resonate until justice prevails. Thank you. Okay, bong bon sai tam khom. Vietnam must be taker. Vietnam must be taker. Vietnam must be Anh Minh Quang. Vietnam must be Dinh Tây Vân. Vietnam must respect Khmer Krom human rights. Vietnam must respect Khmer Krom indigenous rights. Việt Nam trở tới đón lên lộc tô bằng chuyên đời miền lạc hàn. Việt Nam trở tới đón lên lộc thạch cương đời miền lạc hàn. Việt Nam trở tới đón lên nhạc sĩ Đinh Thầy Huynh đời miền lạc hàn. Việt Nam trở tới cơ rốt sức mạnh của Khmer Krom. Việt Nam trở tới cơ rốt sức chân chết đám Khmer Krom. Việt Nam mình ách bởi người cầm tay to từ tiết bàn tê trên mọc đa sai. Tôi không thể bỏ qua những lời mấy ông nói. Chúng tôi là người dân tộc bản địa chứ không phải là dân tộc thiểu số. Vì thế mong các ông thay đổi những cái lời lý lẽ của các ông. Xin chân thành cảm ơn. Chuẩn bị là Sydney. Này bà bố Sydney, Sydney dương ba mò nè, Sydney. Này Sydney 24 tới nay tao một con mình hao á. Bạn chơi 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 lâu cánh mà bạn chơi. Nâng à Sydney, Sydney, Sydney lăng ba dương. Bỏ lăng ba mà đó. นั่งๆๆนี่ก็คนนี้บัดอ่อนบัดคนมาคนอ่อคนดาวประยุทธ์ได้ปุ้งตัวสนานให้อ่อคนประยุทธ์นี่ตึกได้บ้านตัวสนานเพิ่นได้ยังอ่อคนอ่อคนจรานบ่าอ่อคนจรานเนี่ยปะเจียปรับยืนในกรรมเจียขอมได้บ้านทั่วการตัวสนาเอานำหาปาตกรรมมาฝ่ายเลิกฝ่ายครองฝ่ายคณะฝ่ายต้องมุ่ยgần 600 ngôi chùa còn đang tồn tại trên vùng đất Campuchia Krom, và là một thành viên của ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc, chúng tôi tha thiết kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy tôn trọng luật pháp quốc tế mà chính họ đã ký với Liên Hiệp Quốc để nhận được sự thỏa hiệp viện trợ và đầu tư từ các nước phát triển.
Trong những luật ấy, có tuyên ngôn Liên Hợp Quốc về nhân quyền gồm 30 điều. Tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa gồm 46 điều. Hiện nay, nhà hoạt động nhân quyền bản địa chúng tôi, 4 người vẫn còn đang giam giữ hơn 2 tháng, nhưng vẫn chưa có lời giải đáp. Bao gồm 1. Tô Hoàng Chương, 2. Thạch Cường, 3. Danh Minh Quang, 4. Đinh Thị Bình. Và đến hiện nay vẫn chưa có một lời trả lời nào thỏa đáng, phù hợp. Không có tin tức từ gia đình, cũng không có tin tức từ nạn nhân. Đây là hành động xâm phạm nhân quyền trầm trọng và cũng là điều bất công đối với người dân bản địa Khmer Krom chúng tôi. Chỉ vì họ phân phát tuyên ngôn Liên Hợp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa. Đề nghị chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy thả tự do và vô điều kiện cho những người bị giam giữ như có tên vừa được nêu ở trên, để họ được đoàn tụ lại với gia đình và trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt. Xin chân thành cảm ơn và cũng là lời yêu cầu và đề nghị đến chính quyền Việt Nam và hy vọng đại diện chính quyền Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam nhận lời yêu cầu đề nghị của chúng tôi hôm nay tại đây, tại thành phố Canberra, nước Úc, và gửi đến chính quyền Việt Nam để có một cái lời, một cái giải pháp thích đáng nhất, sớm nhất để 4 người nhà hoạt động nhân quyền Khmer Krom chúng tôi được về với gia đình, đoàn tụ với gia đình. Và xin chân thành cảm ơn. Bà Sông Mà Quân Nhàng Trân, bà Phôn, dù bà Phôn, để mau cho rùm trong bắt đầu cảm thân hai đi, bà Sông Mà Quân Trân. Bà Sông Mà Chọc, đẹp bà Nhi Sâm Thái. Vì thế này là Sông Mà Bình Tạp Mốt Sông Mà Chuyên Lục Bồn Nà Rá Sòi. Lục Nà Lâm Nà Rá, để chỉ bà Thiên xã Phôn Khmer Cầm Chia Cà Rông Dương, bà Trăm Nô Rập Vịt Tù Rìa. Sông Lâm Thái Ngà Trâm Nạc Ở Rôm bắt cam dương thua nó không ở cả đi tớ mình chậm nào rong khá lục anh chương lục lâm nà ra bà bát thiên xã còn ngoài cam chỉ còn trăm rập Victoria bà chơi vô khmer krom amata yuan trâu tài chốc bấm bắt sất sợi dây tiếp khmer krom khmer krom trâu cá ruộng riêng miền chi vật ខ្មែរក្រមត្រូវការរស់រៀនមានជីវិតអរគុណណាបងប្អូននៅថ្ងៃនេះឃើញថាយើងគ្រប់រដ្ឋគឺថានៅស៊ីដនីនៅអាដាលេដហើយនិងនៅមែលប៊នទាំងខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលយើងបានមកជួបជុំគ្នានៅពីមុខស្ថានទូតយួននេះនេះជាកម្លាំងសាមគ្គីមួយដ៏ខ្លាំងក្លាហើយយើងនឹងបង្ហាញឲ្យវៀតណាមឲ្យយួនត្រូវដឹងថាខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរលើមិនដែលបោះបង់ ចៅគ្នាទេដូច្នេះហើយសូមឲ្យវៀតណាមមិនត្រូវប្រងើកកន្តើយចំពោះខ្មែរក្រមតទៅទៀតទេហើយបរតខ្មែរក្រមបួនរូបដែលអាញាធរវៀតណាមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមហើយបានបំពានបង្កើតនៅធ្វើឲ្យគាត់មានទោសហើយ យកកតដាក់គុកនេះគឺជាអំពើមួយដែលមិនដែលយើងនៅក្រៅប្រទេសខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសមិនអាចទទួលយកបានទេដូច្នេះសូមឲ្យវៀតណាមត្រូវតែចេះត្រូវតែពិចារណាមកវិញហើយត្រូវតែដោះលែងពលរដ្ឋ4រូបនេះដោយអត់លក្ខខណ្ឌចៃយោខ្មែរក្រមចៃយោខ្មែរក្រមអរគុណ បាទម្ដងទៀតខ្ញុំបាទអញ្ជើញលោកជ័យសំណាងបាទលោកជ័យសំណាងឡើង
ថ្លែងចម្រាក់រំខ្លះក្នុងកម្មវិធីជីវវិទ្យាបាតកម្មយើងថ្ងៃនេះបាទលោកជ័យសំណាងមកអញ្ជើញមកពីទីក្រុងមែលប៊នបាទអរគុណជ័យណាសូមគោរពបងប្អូនខ្ញុំសូមសំណាងឲ្យសកម្មជនលោកកម្ពុជាក្រមផ្ញើនៅការនឹករលឹកនិងអគុណទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់និងខ្មែរក្រមដែលមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មថ្ងៃនេះយើងសូមបញ្ជាក់ថាដោយសារតែកម្មវិធីយួរនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងវេទនា ដោយសារតែកុម្មុយនីយួរនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទឹកភ្នែកដោយសារតែកុម្មុយនីយួរនឹងហើយធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់ដល់មិនបានសុខតាំងពីកម្ពុជាក្រោមរហូតដល់ប្រទេសជាតិអាណាចក្រកម្ពុជានេះជាសារខ្លីៗដែលតំណាងទៅដល់សកម្មជនបាទមួយកុម្មុយនីយួនត្រូវតែដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមទាំងបួនរូបគឺលោកតូវ៉ាងជឿងថាក់គឿងយ៉ាញ់មិនវាងនិងអ្នកស្រីដុនធីវិនដោយអត់លក្ខខណ្ឌ ពីរត្រូវឈប់ព្រះរៀងដល់សកម្មជនដែលប្ររពនិវាសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ3គុំនីយួនមិនគោរពច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងច្បាប់ជនជាតិដើម4សិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មិនមែនទេចំពោះខ្មែរក្រោមក្រមរបបបណ្ណានិគមយួនខ្មែរក្រោមរស់នៅដោយគ្មានទីពឹង 6ការកម្រាមកំហែងនិងការលួងលោមជានយោបាយរបស់កុម្មុយនីស្តយួនដែលអនុវត្តលើខ្មែរក្រោមជាប្រចាំ 7អាណានិគមយួនមិនត្រូវបំពានច្បាប់ទេសចររបស់ខ្លួនដោយបំពានចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរដែលមកទេសចរនៅប្រទេសនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនោះឡើយ មួយទៀតគេចង់បញ្ចប់កុម្មុយនីស្តយួនមានតែតុលាការមានតែមេធាវីក៏ប៉ុន្តែគ្មានផលប្រយោជន៍ចំពោះខ្មែរក្រោម បាទសូមអរគុណសូមអរគុណមរះចង់និយាយថាអាចបងបរិញ្ញាបាទបាទឥឡូវមានបងប្អូនណាចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទេសូមបញ្ជាក់ចំណាប់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនយើងបាទតតតជួយមានកណ្ដាលចង់ឲ្យកណ្ដាលតាយើងខ្ញុំមកពីអារ៉េឡេតហើយមាន เนี่ยจับอารมณ์ลงไปนี่ให้สมภาษาไม่ภาษาอังกฤษให้ตาบอบูโอ้ยบอบูผู้เป็นเฮ้ยเราจังยัยภาษายุ่นมาดอกอืมเธอคุยยี่ไต่ซื้อไต่ซื้อกองว่าสาวจุงเงี้ยเวียดนาม đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi người Khmer Krom qua các trào lưu và thăng trầm của lịch sử, người Khmer Krom chúng tôi không bao giờ được thịnh, chỉ được suy. Các loài người trên thế giới khi mà thành lập được Liên Hiệp Quốc, loài người trên thế giới cũng như nhân loại và chúng sinh được hưởng suy và lâm lúc cũng tịnh. Nhưng dân tộc Me, chúng tôi người bản xứ tại Nam Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long, không bao giờ được vui vẻ hoặc được sự tình dưỡng, chỉ có từ suy đến suy và có lâm lúc đến tù đài và bị tiêu diệt, bị diệt chủng. Hôm nay chúng tôi đến đây coi như tổ chức, tuy rằng gọi là biểu tình, nhưng biểu tình bất bạo động, biểu tình bằng kinh của nhà Phật. Đức Phật nói Sapapa Pakarana, không làm điều ác. Phật nói Kusala Sampatiya, làm chỉ làm việc lành. Phật nói Tasiyo Sapanang
trong không làm điều ác mà làm việc lành, trong đó phải cao tâm trong sạch. Ok, và tha lỏng, tha bổng cho bốn nhân vật quan trọng mà họ đã đòi hỏi và họ tìm tự do. Một nền tự do không phải là tự do nô lệ cộng sản Việt Nam, mà tự do của loài người trên thế giới. Tự do của Liên Hiệp Quốc công nhận, người Khmer Krom cũng phải được quyền tự do, nhưng tự do không phải là tự do nô lệ Việt Nam. Ok, nhiều. Và bốn nhân vật quan trọng như Tô Hoàng Dương, Thạch Cương, Đinh Thị Vinh và Danh Minh Quang yêu cầu quý vị phải có lòng từ bi, nhân từ và tha bổng họ để họ được sống trong quyền tự do, độc lập, nhân quyền và hòa bình. Hòa bình không phải là hòa bình nô lệ sinh nhật lại, mà hòa bình thật sự của loài người, của dân tộc và của chúng sinh trong vũ trụ này. Cảm ơn. Mơ bong bong lâm lâm sầm mết bà lâm sầm mết bong lâm sầm mết nè chơi lâm sầm mết mà nó bên bên mà sai tích bà mà sai tích mơ chậm nạp rõ trong ca phát cam dương bà nè lục lâm sầm mết bà I would like to read in English. Ladies and gentlemen, today the Khmer Cambodia Krom Federation, KKF, is leading a special peaceful protest in front of the embassy and the Consulate General of Vietnam to express our profound concern and unwavering demand for justice. We have convened here to amplify our voices against the distressing backdrop of widespread human rights violation affecting the Khmer Krom community in the Mekong Delta. Vietnam holding a position within the Human Rights Council shoulders a profound responsibility to safeguard its citizens' fundamental rights and freedoms. Our earnest plea is that Vietnam rises to meet this responsibility head-on, addressing the pressing concerns that our Khmer Krom activists are confronting. On July 31st, 23, the Khmer Krom activists, Thạch Cương, Tô Hoàng Trương and Danh Minh Quang were apprehended by the Vietnamese authorities on the pretext of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the state, lawful rights and interests of organizations and our citizens as stated in Articles 331 of the Vietnam Criminal Code. If convicted, they could face unjust sentence ranging from 6 months to 3 years. Simultaneously, three other Khmer Krom activists, Kearney, Genset, and Tang Thuy, faced detention before being released. In another unsettling incident on August 23, Mrs. Yin Thi Nguyen from Sóc Trăng province was arrested
under the charge of failure to serve a judgment as outlined in Article 380 of the Vietnam Criminal Code. This arrest occurring a mere 3 days after Dương Minh Quang's detention from the same village fueled grave concerns about a pattern of repression. Mrs. Jin Thi Huynh faces a potential sentence of 3 months to 2 years in prison if convicted. Following this unjust arrest, Mr. Lam Vong, Thach Mul, and Thach Muen and other Khmer Krom activists are enduring heightened surveillance by the Vietnamese authorities. We firmly demand the immediate and unconditional release of Tô Quang Trường, Thach Cương, Dân Minh Quang, and Dinh Thi Huynh. These individuals find themselves incarcerated solely due to their steadfast advocacy in furthering the United Nations Declaration. Declaration on the Rights of Indigenous People. Principles and Advancing the Cause of the Khmer Krom Community. Their dedication should merit respect and validation, not persecution. The summonses and interrogation that these activists are subjected to transcend individual rights violation. They transgress the very core of human rights values. To stigmatize advocating for indigenous rights is an affront of principles of justice. It falls upon any conscientious government, especially one holding a seat in the Human Rights Council, to cultivate an environment where the expressions of freedom and advocacy are celebrated, not suppressed. The Khmer Krom community prolonged endurance of rights of expression in the Mekong Delta is an issue that demands immediate rectification. Vietnam must earnestly embrace its role on the global stage, demonstrating an unequivocal commitment to justice, equality, and human rights. We stand united demanding Vietnam's respect for the rights of the Khmer Krom people to voice their identity, champion their indigenous rights, and live within without the shadows of persecution. Our call echoes in union for the immediate release of Quang Trường, Thach Cương, Dân Minh Quang, and Dinh Thi Huynh, and an end to the intimidation and torment they unjustified face. In the spirit of the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and the United Nations treaties that Vietnam ratified, which affirms the inherent dignity and equal rights of every human being as the bedrock of freedom and peace. We urge Vietnam to uphold these ideals. The time for transformative change is now, and our collective voices will continue to resonate until justice prevails. Thank you. Lúc nãy bóng phôn chưa tìm cơ nâng bà xong chưa tìm cơ đại dương ban chụp chung khả niên tìm ní đàm bay bánh chanh nơi mà tệ rộp bà dương hai nâng ẩm phiêu niêu đó rốt tha phí ba Việt Nam ở đó lên bóng phôn dương bóng phôn khả mai cơ rộp buôn nè đại trời chấp đặc cục
chia bần toàn, cực đoan lên chia bần toàn nâng ất lẹ khăn. Hai dương xôm, ông biêu niêu đoàn bóng phôn dương tăng ọc ní, cư dương khmai kraum, chia xa hạc bọn khmai kraum, cư miên bầm nong, tiêm tiên nơi sở thị sở rây phiếp, nơi ca ru riêng miên chi vứt, tiêm tiên nơi sở thị sở rây phiếp chia mà nú, riêng sốt nơi phía xa khuôn áng, phía xa chiết, rộng bó, khmai hai nâng rẽ xa nơi tùm liêm tùm lọp rộng bây ni khmai. Đôi chân này, xôm mình chạy làng vĩnh thay dương khu miên bầm nong nâng pra à vút dứt tập hôn đam bay nâng pra dứt chia mùi nâng Việt Nam tì. Cứ dương tiêm tía, tài sức ru nâu, ao xa mà phiếp nâng mà nụ. Ao miên phiếp thay thân ấu, đô chia pra chi chết nâu lơ bị phục lộp nì. Đôi chân này, xôm ông biêu nêu đo pra tê Việt Nam nâng ạch nhà thô Việt Nam mà đoàn tiết cứ công rùm lốp bằng biên đo sức xe rây phiếp rộng bó khám ai Campuchia kraum đai chia mà chắc tức mà chắc đây tăng bí bó ra nạ kà mô. Đôi chân này xôm ao Việt Nam có rút sức khám ai Campuchia kraum ao miên sở thị khăn ông ca rù riêng miên chí vứt sở thị khăn ông ca riêng sốt à xo xa chiết rộng bó khuôn áng nâng sở thị rẽ xa nơi tùm niêm tùm lốp rộng bây nây rộng bó khuôn. Đôi chân này xôm ông biêu niêu làng quên hai xôm phá nhau xa cho bác lúa đòl bà chia riêng rộng bọc dương nơi Campuchia kào ông đáy. Xôm ai thư cực ca tăng ốc sọp tư tàu tây tàm cho bác ăn tà đạ chiếc cho bác đại đạ chênh rộng bọc ăn tà đạ chiếc xâm rập bà chia riêng nơi chân chiếc đàm. Đôi chân này xôm ai bà chia riêng dương tăng ốc riêng bàn dươl ông bí cho bác nơi chân chiếc đàm hai rất thập ăn tà chiết nâng còm trô, dương thua vây tam chấp bắp để ăn tà chiết còm trô, nâng ngay xôm ọ côn. Ờ, chị vô khám ai Campuchia kram. Chị vô khám ai Campuchia kram Amata. Chị vô khám ai Campuchia kram. Chị vô khám ai kram. Chị vô khám ai kram. Khám ai kram Amata. Khmai Krom Amata. Khmai Krom Amata. Khmai Krom Amata. Chị vô Khmai Krom. Chị vô Khmai Krom. Chị vô Khmai Rup Rum Samaki Khnea. Chị vô Khmai Rup Rum Samaki Khnea. Chị vô Khmai Rup Rum Samaki. Chị vô Khmai Rup Rum Samaki. Chị vô Khmai Amata. Chị vô Khmai Krom Amata. Chị vô Khmai Krom Amata. Chị vô Campuchia Amata. Chị vô Campuchia Amata. Chị vô Campuchia Krom Amata. Chị vô Campuchia Krom Amata. Xôm đo hân lên sạc mạch chọn dương. Xôm đo lên sạc mạch chọn dương. Tô Hoàng Chương. Tô Hoàng Chương. Thạch Cương. Thạch Cương. Danh Minh Hoàng. Danh Minh Hoàng. Nâng Lục Sài Đình Thầy Vân. Trâu tài đo lên. Sakama chân. Sakama nê ri. Tiếng buôn nê. Rốt bà dương. Chia bàn tân. Đòi ạc miên lạc hàn. Xôm ạc nhà thô dương. Trâu tài. Cổ rốt. Nâu sắt chân chiếc đàm. Sắt khmai Campuchia kram. Sắt chân chiếc đàm khmai kram. Sắt chân chiếc đàm khmai kram. Sắt thi mần nu an tra chiếc. Yuan trao tay cổ rốt. Sắt thi mần nu an tra chiếc. Yuan trao tay cổ rốt. Nau anu sanya tang lai. Dai yuan chau ba hatalekha. Yuan man trau bompien te. Nau anu sanya tang lai nu. Pro anu sanya tang lai nu. Chia bat tathan antra chiet. Dai anya tho yuan. Chau hatalekha nu. Hai tatua skal. Nau rap tham lưng rô bọc luôn. Tha kia. Sa tì sa nha sra chbap. Sam rap bật tê ka yuan. Anu wat. Go rup. Oik ban chop chuan. Lut chanay yung khyam tè lai. Lut
ជាប្រជាជាតិទាំងមូលមិនថាលើថាក្រមអញ្ជើញមកដល់ទីនេះដើម្បីទៀមទាអញ្ញោអញ្ញាធោយួនដោះលែងសកម្មជនសកម្មនារី យើងទាំង4នាក់ជាបន្តដោយអត់មានលក្ខខណ្ឌ We are here to show our voices against human rights violations committed by Vietnam authority. We come here to demand justice for our Khmer Krom, human rights advocates who were arbitrarily arrested by Vietnam authority. Once again, we would like to implore the Australian government, the international community, to put diplomatic pressure on Vietnam to secure the immediate release of our four Khmer Krom human rights advocates. Tô Văn Chương, Thạch Cương, Dân Minh Quang, and then Tây Văn. Once again, Vietnamese authority must respect the rights embedded in the international convention and declarations that Vietnam is the party to those conventions and declaration. Once again, we would like to demand Vietnam release our Khmer Krom human rights advocate now, not tomorrow, now, from now. Thank you. ណាតាំងឥឡូវមានបងប្អូនណាចំណាប់អារម្មណ៍ទេទេបាទអញ្ជើញមកបាទលីថាន់តឹងហ៎បងលីថាន់តឹងណាអរិបងលីថាន់តឹងតាណាបងលីថាន់តឹងអមកជួយមានប្រសាសន៍តិចបាទបាទអញ្ចឹងជាបឋមនេះដែរខ្ញុំបាទសូមតំណាងឲ្យសហគមន៍នេះដែលជាខ្មែរក្រមបានមិនសុខចិត្តការកើតទុក្ខ របស់ខ្មែរក្រមដែលជាជនជាតិដើមកំពុងតែរស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយនៅក្នុងអនុសញ្ញាសិទ្ធិសញ្ញាអង្គការសហជីវិតស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមសិទ្ធិមនុស្សជាតិដើមបានចេញនៅឆ្នាំ 1948 សិទ្ធិមនុស្សនិង 2007 សិទ្ធិជនជាតិដើមដែលត្រូវបានយួរត្រូវបានយួនយកទៅហើយទទួលនៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបែរទៅជាកប់ទុកនៅក្នុង អង្គការរដ្ឋាភិបាលរបស់យួនមិនបានយកមកផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យសាធារណជននៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យយល់ដឹងអំពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយនានាមានសិទ្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាជាដើមហើយខ្មែរក្រោមបានរួបរងគ្នាធ្វើកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានទាំងឡាយដើម្បីជំនួយនៅបញ្ញាដល់ ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបានយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនសិទ្ធិជនជាតិដើមនានាបែរទៅជារដ្ឋាភិបាលយួនមិនសុខចិត្តធ្វើទុកបុកម្នេញចាក់ឃុំឃាំងដាក់ទោសមកដល់សកម្មជនរបស់យើងមានដូចជាលោកតូវ៉ាងជឿងលោកថៃគឿងនៅខេត្តប្រាសតាពេងលោកស្រីដិនតិវិននិងលោកយ៉ាងមិនវាងនៅខេត្តក្លៀងអាជ្ញាធរដែនដី នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមិនត្រឹមតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេក្រោយពីពេលបានអង្គុយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សបែរទៅជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងនៅតែបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនឹងរងគ្រោះជាប្រចាំហើយមិនមនុស្សទៀតសោតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងតែងតែព្យាយាមគៀបសង្កត់ក្លោមមើលនៅរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
đại tai tai thưa ơi bị chia bớt mai crom nước mình ai cứ riêng miền chỉ vất tôi tam sạch đây bậc ca bỏ ông ca sạch chỉ chết ban mình tôm tai bậc tiệt sao mai crom ban ruộng cua chỉ tràn chấm non mau hai đòi xa ra tháp bị bao Việt Nam nắng cướp cuồng to lơ sạch tháp ban nè nè đẹp oh nâu tức đây cầm chia crom mai crom sạch ngay ruộng đôi chiếc cúc không biết chỉ chieng chieng bằng mấy liên nè tai tai ruộng nâu ruộng tốt lủng bạc tôi tam lâu sạch thi mình núp phong tôi tam và phlâu cái nó phong nâng tao tam phlâu bó rồi miên nè nè khmai cơ rõ mình ban tự tuôn chỉ đàm xôm bay tại ông ca xa phí chết nâng có mình miên xích cho tao bởi tế Việt Nam đàm bay vô bó rồi miên tại ông đây chẳng hơi khơi tha bởi tế Việt Nam mình miên chia bởi tế mua cổ rốt xích tế chẳng khi nhóm xôm mà bèo nè tôi lời chạc ông trả chết cả đôi chìa rất thay bị ban Australia đầm nắng ngày nít buộc dương mau bị group tư ti tặng ót nông không bị tây Australia cặp đôi chia bị chia bớt không ai tua tàu nông không bị phục lâu tay tay mình tục mình sốc chất sạch đây xà hao vô không nông rồi bỏ ra thay bị bao Việt Nam nắng dương nông thêm mau tí nít làm mấy bằng bằng hai mặt tây đôi à hơn xa dương cho làm peo để ôi ra thay bị bao Việt Nam nó trâu tay thưa đâu sạch đây peo mình đeo được bao nhiêu nó rồi tam cho ba con trả chiết hơi cai trai lang quay đôi chùm lịch mua chùm nuôn đây chia chùm lịch ảo quách chùm miên rồi bọc luôn bây để luôn từ tua ban nó phơi bị giỏi chồng bị ông ca sạp chỉ chiết hơi bay tao chiết luôn nó mình ban vuốt nó qua rồi miên tầng lai có đôi chia mình ban sắp sai nâu ai cả xa sầm rap ôi bị chia cho nó lên bị phục lột nắng ban ca luôn nâu nắng ôi sắp cho bắp nửng smile phía phía bài tập chèo rót thay bao Việt Nam nó tay tay rụng lốp xếp bao lơ không ai cam chèo vì pro dân đang hơi tha rót thay bao Việt Nam nó bạn đang chèo ba tha tức đây nó mình chèo tức đây là bọc luôn tê chân tê xếp rồi bao chân chết đam nó về tay tay ban thôi bị giọt mồ bị chèo pro không ai cam chân tê vuông mình ai cai prai nâu sạch thi chẳng lại nô tê hồi sau tôi tam rót thay ban Việt Nam tê chân tê dân mau ngày ní ẩm peo và néo đo và tê Australia miền đầm nắng ông ca Osset giờ đam nưng bàn tổ thôi chồng núi đâu bờ tây Việt Nam nưng ở buộc con chui thôi ông trả cung của đôi chia gia nhặt tàu su đo la ra thay bị bao Việt Nam nưng ở chui ông trả cung đo lên đâu sạc cam chuyên buộc con dân khơi tha cho ba con trả chiết về sọt tiền oh bài tàu chỉ duân nưng ban sở xe chỉ cho ba mũi tha mai crom nưng ban duốc cho ba tiền oh nưng mau bẩm pen tàu lơi cho ba bộ bao Việt Nam đâu meta ti bay rồi xa mua chỉ đam hai chẳng hai ca kê chậm nấy rồi bao bờ tây Việt Nam mua lơi tức đây cam chia crom nó thôi ơi phải chia pro mai crom nó mình miễn sẽ đổi tặng oh nú chia hai phần nam ơi phu dương nó mình sắp chết chẳng hai dương trong bẩm pen nếu tao lo đó thay vì bao Việt Nam tha số một cai prai đâu chậm nói chắc là nó chia chậm nói chào với chậm miễn bởi dương mình cai prai đó chậm nói chân tế bờ tây Việt Nam nó mình ban chưa lừa tê hai ca luôn lâu luôn khnề sắp xong để phía bộ rộng này lưu tra tay phải chế bộ rộng khai krom rưu gọi phải chế bộ rộng tiền hà sắp buôn sẵn chết nó bởi tế Việt Nam nâng rốt nâu đầu sắp xong để phía miên ca sắp phía này tặng ó tới bởi tế nâng ban ai cả đếch sẵn phía đối chế phía ba quay trả nào rồi bao Việt Nam ban này dễ tha sẵn phía sẵn phía sẵn phía mềm côn trả đàm nâng đối chế này dân khơi tha phía xa rồi bao Việt Nam này dễ nâng ban trâm tay nâu khăn ông ai cả xa cả đặc nam tay bằng nâu tuồng với đồng bào Việt Nam nước mình ban mình chinh chè lẹt na tua tàu nâu không xa thiệt là chuyên ơi bị chia bớt bị phục lâu nên bạn khơi tha nướng chia sạch đây lọ ca bẩm pin cho cả ta bạc cách rồi bao ra thay bị bao mùi tê chẳng làm peo mà đéo bao đá tha ca thôi tục bốc mình đính nó còn lại na đầy miên ca thôi tục bốc mình đính tay tại miên ca cao lan đầm bay tiêm tiền nó sẽ xảy phim chuẩn định chẳng số bẩm peo mà đéo đo ra thay vai vuông sai chỉ thay đoạn tiết ơi oh lâu đẹp oh tiền nét đất non nắng xôm kết cu mau quỳnh mai cái đó mình miễn tiêm tiền đâu à quấy bằng bảy luôn đôi cái đó thay vì bao Việt Nam thay dương tiêm tiền bằng bảy bật tê bằng bảy xích ấy nó bằng bảy chuyên chiết đôi tê bằng đấy dương cho nó luôn luôn chỉ mua cái này đòi sốc sân tập tiệp bài tôi chỉ đó thay vì bao Việt Nam nắng mình đang ao xích dương mua mua mét ra na đôi tê phía em thêm tiền bằng bát bùi sa ôi bà chia bà bị phục lột nâng mình vô đăng làm bì khmai krom nâu tì nà đồ chân hai dương làm bèo nèo xa chết mây mà đón hai mà đón tiết tha rất tha bị ba Việt Nam nâng trâu tài cài prai nâu chùm nối chạc quá chùm miên rồi bọc luôn của đối chia chùm nối chạc rớt rồi bọc luôn ba mân đồ chân nâu tế dương khai nhóm chạc khmai krom nằm nàng nâu krao bà tê tay tài khlo mơ nâu tùng vơ ạ mà nút sạch thoa rồi bọc phục o lốt
hơi ôi ôi lúc đăng đăng thà khmai krom mình sắp chấp tế khmai krom nâng dịnh bom nam nâu rương ạc rộng rồi bỏ lúc đăng tàu chuôn đo chạc ôn trà chiếc đầm bay ôi ôn trà chiếc đăng mơ khơi thà tùng vô ạc rộng rồi bỏ Việt Nam đăng hơi kê nâng kiếp sừng cốt bởi tây Việt Nam tàu tam lẹ khăn môi chùm nguồn đài thơ bởi nít chạy cam có đối chìa ca tút chạy đàn đăng ôi bởi tây Việt Nam đăng đừng thlẹt cháu nó sẽ tật cách chẳng lai đôi xa máy ca của mình đi tới tài lai một căn cáp chạy đàm nâng chẳng tế không nên khen bát thằng ngày ni trong mình chết ôi bong ôn dương vô tha dương càng ôn khen nâng mình sắp chất tế thua ôi khoai cơ rộng dương miên tục bốc mình đính dương tay anh tay nâu khẳng cơ rộng khen bát tế bởi chứa chân dương chỉ nịch chẳng tế xôn phía nhau xa đi đó khoai cơ rộng tạc ôn khen phong đáy tha sạc cam mà chôn dương tạc ôn nâng nâu con mà chia cơ rộng cầm ôi miên ca phê phùi khoai ấy tạc mong bì miên ông ca sạp chia chiếc chia chấp bắp ôn trà chiếc con bìa dương nâu bị cơ rộng nâng nâng dương tạc ôn khen chia khoai cơ rộng bốn tạc khoai tua tao đâu không bị phục lâu tạc ôn tay anh tay nâu khẳng cơ rộng khoai cơ rộng chỉ nịch mong bì dương mình ác bó bóng cho khoai cơ rộng dương tạc ôn khen mong bì dương tay anh tay dương thà tức đây khmai cơ rõm cứ chỉ tức đây rùm rồi bỏ dương tạc ô thằng ai nà mùi ca bích vì nó tạc ca bích rương dương đây có hót bóc bình chót ôn trà chết nú thằng ai nà mùi kì nâng khơi nâu tùng quốc ạc rốc rồi bỏ rốt thay bà Việt Nam hơi kia con nâng thuê ca nghe tiêm tê ôi bà tê Việt Nam nâng nâng đọc sài bà nhà hà nú nâu khẳng mục nâng chìa bằng khang xôm ô khôn bảo บาดออกคนนะบองลีทันตั้งบ้านเยี่ยงก็บอกบายจังบองเมียนบองโอนาจังเป็นจริงแต่สนะเตี้ยเต้บาดโจงจ่อเมียนเอ้เมียนเอ้ได้ไงไอ้เลยทั้งไงนี้ยิงทั่วมหาปาตกรรมบัตรสัญจรอาณาทั่วเวียดนามในไต้หวันดอเลงบองโอนยิงแต่บุญเนี่ยนู่เต้ตายิงแต่ออกคเนียรวมคเนียทั่วไว้บรรทัดเตี้ยบาดบองโอนนะบองโอนนะช่วยเอาอยู่บ้านให้ยังตัวแต่เธอปฏิกรรมตอนตัดเตี้ยหรือก็ยังชอบตรมดังบาดยิ่งเชียร์ยิ่งระหดดอกกระดาษเลงมาจ้าคนอ่ะคนฟังใครจิ้มยิ่งต่อระหดต่อสู้ระหดต่อสู้ระหดขมายกรามต่อสู้ระหดช่วยใส่ช่วยใส่ขมายกรามต่อสู้ระหดไปกรามต่อสู้ระหดคือมันได้ขาดมันนั่นไงมันไอ้บ้องคะแนนยังเจ้าลันที่บ้านว่ายังไงสอกก้อยสอกก้อยสอกก้อยเต่ากระโรยโอเคมองหมาอะไรมองดูที่ไหนฮะกรรมวิธีเยอะก็ทำมองดับดับพลายดูที่ไหนฮะยื่นเธอดับยื่นท่าดับมุ้ยแล้วยื่นเธอดับกระลาบานะป่ะดับแล้วให้ยื่นหนึ่งทัวร์ดมหนาวทัวร์หนาวโตขังมุกขังมัวรัตสเพียป่ะดับกระลาให้ยื่นทัวร์หนาวโตมัวรัตสเพียให้บังปูนมือกันป่ะยื่นมันมองหนาวป่ะยื่นมันเดียบหนาวป่ะยื่นมันมองหนาวบังปูนเดี๋ยวมองขังปีเส้นนี้อ่ะมองมุมมองขังเส้นนี้อ่ะโดยเช่นนั้นคือทำยื่นมุ่นหนึ่งยื่นเตาตารุมซ้ายดมใบเตากันเราพลังมันหาวนะคือทำยื่นเตาแต่โชว์นาทีนี้ออสแอดให้ยื่นทอมรูปตกยานุสาวรีบาทตกยานุสาวรีดมใบอ้อยบองโปนหนึ่งนี้มุ่นหนึ่งนี้คือทำมุ่นหนึ่งเป็นจ๊อบขยำบาทส้มทะเลอมนาคุณลานส่งแคลมนาคุณดัลบองโปนยื่นแต่อ้อដែលតាំងពីមែលប៊នអាត់ឡាតស៊ីដនីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងគឺថាយើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកចិត្តតស៊ូអង្អាចក្លាហានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំង3 state បានអញ្ជើញនិមន្តអញ្ជើញមកកាន់ទីកង់ camera ជាពិសេសនៅខាងមុខស្ថានទូតយួននេះឯងដូច្នេះដូច្នេះមុននឹងបញ្ចប់គឺថាខ្ញុំបាទសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យប្រតនត្រ័យនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកតាមជួយបាច់ថែរក្សាបងប្អូនយើងពេលក្រោយដែលយើងធ្វើបាតកម្មនៅខេមរាហើយហ្នឹងសូមអញ្ជើញមិនបានបញ្ចប់ទេគឺយើងនៅមួយកន្លែងទៀតគឺនៅខាងមុខរដ្ឋសភាយើងចាប់ដល់ម៉ោង 2:10 បាទខាងមុខរដ្ឋសភាយើងចាប់ដល់ម៉ោង 2:10 រហូតដល់ម៉ោង 2
2 ម៉ោង ទេ បាទ ដូច្នេះ កម្មវិធី នៅ ទី នេះ យើង ថា ម៉ោង 11 បញ្ចប់ ប្រហែល ជា យើង បញ្ចប់ ម៉ោង 10 កន្លះ ដើម្បី និមន្ត ប្រសង ទៅ ឆាន់ចង្ហាន នៅ ខាង មុខ រដ្ឋសភា បាទ ដូច្នេះ យើង កិច្ចការ នឹង គឺ ថា ឥឡូវ នឹង បងប្អូន យើង ជួប ជម្រាប ជា ជួប ឲ្យ គ្រូ ជ័យ សំណាង រៀប ចាំ រៀប ទាំង សំណាប់ ធ្នាប់ ថត រូប ជា ចុង ក្រោយ បាទ Lady and gentlemen, we would like to end our protest at 10, half past 10, before we embark, we go to in front of Flemman House. We would like to invite everybody stand face west, Lisa, and then we take a photo for the memory. Som yet nhom mong phuon chai som meta chho prasang jeung namon khang nae bae tut yuot da tha da cham pua nung samkhan na samkhan na ne ma chho ne hai oi ke thot pi nu ma veng mong phuon ma a ni jeung mon dai thot so mong ne oi yuot yuot ne dang hai mon de kun chho no ka da jeung no khang jeung lok leuk da khang ma pu a ni ma po ni samkhan na a de kai dang hai oi lok chho san oi lok hai cham jeung nang koi no khang muk bat សូមអញ្ជើញមកសិនសូមអញ្ជើញឲ្យអ្នកនោះមកខាងលើកតុងមកស្អាតណាស់អ្នកថតព្រោះអីវាយកតុងយួនខាត់មកទៀតខាត់មកទៀតយើងមិនដែលថតរូបហ្នឹងឯងព្រោះសកម្មជនយើងផ្ដាំឲ្យថតយើងផ្លេកយើងផ្លត់យើងអង្គុយអ្នកខាងមុខលោកអង្គុយឲ្យប្រសងឈោបងៗធ្វើមកហែតឲ្យស្អាតហ្នឹងឯងឲ្យវារបៀបឲ្យយួនមកមើលផងបើតោមកសារនេះលេងអញធ្ងន់ហើយវាអញធ្ងន់ហើយអមញាតញោមវាឈរដល់5នាទីហើយចាប់ហើយកុំឲ្យយឺតមកមិនដាច់ជុំមកចាស់ខាត់មកចិត្តតិចលើកតុងមកខាងគេមកហើយនេះលើកតុងមកខាងដែរមកឲ្យឈរឡើងគេហ្នឹងហើយហ្នឹងអូខេអូខេនេះហើយជានេះហើយជាអនុសាវរីយ៍សក្ខីកម្មដែលយើងថតទៅចតខ្លួនខ្ញុំក៏ថតដែរថតបងចាំស៊ីចម្រើនថតឲ្យខ្ញុំផងថតបងប្អូនតាំងអារម្មណ៍ឲ្យនឹងទាំងអស់ឲ្យយើងតិចចប់ហើយបាទឲ្យស្អាតធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យស្មើមកប៉ុបប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យអូខេយើងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណអញ្ជើញទៅជួបគ្នានៅផាឡាម៉ែនបាទអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនទៅជួបគ្នានៅមុខផាឡាម៉ែនទាំងអស់គ្នាបាទ And thank you police for have our protest today តោះឥឡូវយើងចាប់ហើយចឹងយើងទៅជួបគ្នានៅផាឡាម៉ែនយ៉ាអូមកប៉ោនេះល្បីភពលោកហើយមកប៉ោនេះបាទ No justice no peace អូខេតោះតើឥឡូវបងប្អូនទុំរបស់យើងយកមកកន្លែងណាយើងទៅកន្លែងហ្នឹងវិញបាទរបស់យើងកន្លែងណាយើងយកទៅយើងរក្សារៀងខ្លួនណាបាទបាទក្តារនេះរបស់យើងបាទយកទៅវិញហ្នឹងណាអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនាពេលនេះយើងដានតើ live បន្តចប់ហើយសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានចូលទស្សនាទៅកម្មវិធី live នេះហើយសូមហៅឡូOn behalf of Khmer Krom member here, we would like to thank so much for all policemen here for our safe during our protest in front of Vietnamese embassy. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hi.Nơi đây chúng tôi đại diện cho tất cả các cộng đồng Khmer Krom trên toàn nước Úc đến đây để báo cho Tòa Đại sứ Việt Nam đang sống ở trại nước Úc Đại Lợi
để báo cho cộng đồng chúng tôi muốn đến, đã đến đây để báo cho các ông biết rằng chúng tôi không hề bác bỏ những gì mà chúng tôi đang làm. Nếu tất cả mọi sự chúng tôi cần thiết, chúng tôi đang cần, mong các ông tất cả phải sửa đổi để thay đổi những cái tình huống mà chúng tôi cần thiết. Nếu không, chúng tôi sẽ đến đây hàng chục lần nữa để đối phó với tất cả các ông, để các ông thay đổi những cái tình huống theo cái lý lẽ của ông tính.